Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 6 tháng 10, một vụ sạt lở ta luy trên đường An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến một người tử vong và một người bị thương nhẹ. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm công nhân khoảng 4 người đang dọn dẹp mặt bằng để xây dựng kè ta luy thì bất ngờ tường số nhà 20 đường An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt đổ sập, vùi lấp anh Nguyễn Văn Phát, 39 tuổi tại đường Cao Bá Quát, phường 7, thành phố Đà Lạt, bị chết trên đường đi cấp cứu. Những người còn lại đã nhanh chân chạy ra khỏi vị trí sạt lở. Một nhân chứng kể lại, chỉ mất khoảng 3 phút để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ sạt lở ta luy cũng làm một công nhân khác bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng công an thành phố Đà Lạt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.